Các bạn đang nghe chương trình Radio Thiên Văn được phát trên trang web thienvanbachkhoa.org. Tôi là Nhóc. Còn tôi là Duy. Hôm nay trời xe lạnh, MC Sói vì mặt không đủ ấm nên đã bị cảm. Vì vậy, MC Duy sẽ thay MC Sói trong chương trình Radio hôm nay. Các bạn nhớ mặc đủ ấm khi đi ra đường để không bị ốm như Sói nha. Núi giang tay nổi lại biến xa, ta đi vòng tay lớn mãi để nói sơn hà. Mà chết bao la, anh em ta về gặp nhau mừng như bão cát quay cuồng trời đồng. Vòng tay ta nắm đôi tròn của vòng Việt Nam. Noel sắp tới anh Duy có dự đoán gì chưa? Đáng thế là Noel này đang thi. Với lại tại nhiều người đăng ký quá nên anh quyết định ở nhà chứ không phải làm vùng làm gì em nữa. À, nhân nói tới chuyện Noel, chắc ai cũng biết trên đỉnh cây thông Noel lúc nào cũng có một ngôi sao phải không? Vì vậy chương trình radio hôm nay sẽ kể về sự tích của ngôi sao giáng sinh đó. Nhưng mà trước hết thì phải ghé qua một điểm tin trước đã. Good tidings we bring to you and your kin. Good tidings for Christmas and a happy new year. We wish you a merry Christmas. We wish you a merry Christmas. We wish you a merry Christmas and a happy new year. We wish you a merry Christmas. We wish you a merry Christmas. We wish you a merry Christmas and a happy new year. And so when the words we sing are gone, break us, break it, continues on. We wish you a merry Christmas. We wish you a merry Christmas and a happy new year. We wish you a merry Christmas. We wish you a merry Christmas. We wish you a merry Christmas and a happy new year. Anh Duy có nghe tin gì không? Chưa nói cho biết tại ơi. Mới có một phát hiện làm chấn động thế giới của các nhà thiên văn học Việt Nam đó. Ủa, có chuyện đó nữa hả? Nhóc nói cho anh nghe với. Một nhà thiên văn Việt Nam cùng các nhà khoa học quốc tế vừa tìm thấy bằng chứng cho thấy sao lùn nâu được hình thành tương tự như các sao thường, và đây được coi là phát hiện chấn động trong thế giới thiên văn quốc tế. Khoan đã, người Việt Nam mà vậy đó. Mình nhớ là mấy bữa nay mình làm gì có phát hiện nào mới nữa. Thôi đi trà, tôi có nói tới trà đâu. Nhà ông không gần kho đạn hả? Nghe cho rõ đây nè. Nhóm các chuyên gia đến từ Viện Thiên văn Đài Loan, Trung tâm Thiên văn Đại học Harvard và Đài quan sát Canaria ở Tây Ban Nha do tiến sĩ Phan Bảo Ngọc, cán bộ Đại học Sư phạm Huế đang công tác tại Đài Loan làm trưởng nhóm, lần đầu tiên quan sát được hiện tượng giải phóng phân tử carbon oxit từ một sao lùn nâu có tên ISO-OP-102 bằng kính thiên văn radio. Phát hiện này cũng mở ra một hướng mới cho việc nghiên cứu quá trình hình thành sao lùn nâu, vốn là đề tài gây tranh cãi nhiều năm qua. Trời ơi, tưởng gì, tin này làm sao chấn động mà tin PEC mới phát hiện ra nhóc là con gái nữa kìa. À, còn tin này cũng chấn động không kém nè. Ai cũng biết thiên thạch va vào trái đất làm tuyệt chủng loài khủng long. Vậy mà mới đây lại có một phát hiện là bom thiên thạch làm xuất hiện sự sống trên trái đất nữa đó. Khoan, cái này thì anh biết, để anh nói cho mọi người nghe. Mới đây các nhà khoa học Nhật Bản đã công bố trên tờ Khoa học Địa chất Tự nhiên, chính bom thiên thạch mà trái đất đã phải hứng chịu trước đây lại là căn nguyên làm nảy sinh sự sống trên hành tinh của chúng ta. Các nhà khoa học Nhật Bản đã khẳng định rằng chính sự tấn công của bom thiên thạch đã làm xuất hiện trên các đại dương một vài loại phân tử có cấu trúc phức tạp, từ đó nảy sinh sự sống trên trái đất. Các nhà nghiên cứu đưa ra nhận định rằng khi các thiên thạch rơi xuống trái đất đã tạo ra áp lực lớn hơn nhiều so với thí nghiệm họ đã tiến hành. Trong điều kiện đó có thể sẽ xuất hiện nhiều các phân tử hữu cơ hơn, có thể hình thành nhiều chất phức tạp hơn, từ đó làm nảy sinh sự sống trên trái đất. Có bao giờ anh Duy nhìn thấy sao Thổ chưa? Hỏi câu chi mọi người đó hả? Câu lạc bộ thiên văn mình thì kính đại ra đó làm gì có chuyện mà không thấy sao Thổ được. Nhưng mà đã có nhiều lần câu lạc bộ mình tổ chức dã ngoại rồi mà. Thế anh đã từng nhìn thấy vệ tinh của sao Thổ chưa ạ? Thấy rồi. Thiệt hả? Sao em nhìn hồi mà không thấy à? Hai mắt anh siêu quá. Vệ tinh sao Thổ thì anh chỉ mới thấy được qua hình trên mạng thôi. Nhưng mà mới đây người ta lại mới phát hiện ra trên hai vệ tinh của sao Thổ lại có cả đại dương rồi đó. Cái này nhóc cũng mới vừa nghe đó. Những bức ảnh do tàu thăm dò Cassini gửi về cho thấy bằng chứng về sự tồn tại đại dương và núi lửa băng trên hai vệ tinh Enceladus và Titan của sao Thổ. Ngoài ra, bề mặt của Enceladus còn có sự tách giãn giống hệt trái đất. Thông tin trên được công bố tại một cuộc họp của Liên hiệp Địa lý Vật lý Mỹ tại San Francisco hôm 15 tháng 12. Hiện tượng đáy đại dương trên trái đất đang tách giãn thành nhiều mảng và di chuyển theo các hướng khác nhau,
được coi là một trong những khám phá khoa học vĩ đại nhất trong thế kỷ 20. Cũng trong ngày 15 tháng 12, NASA công bố những hình ảnh về Titan, vệ tinh lớn nhất của sao Thổ do tàu Cassini chụp được bằng thiết bị radar. Chúng cho thấy Titan có thể có những ngọn núi lửa băng đang hoặc từng hoạt động. Trên những bức ảnh, các nhà khoa học nhìn thấy những dòng chảy trên bề mặt của Titan. Họ cho rằng chúng là kết quả của hoạt động phun trào dung dịch lạnh ở bên dưới lớp vỏ. Tàu thăm dò Cassini là kết quả của sự hợp tác giữa NASA, cơ quan vũ trụ châu Âu và cơ quan vũ trụ Italy. Nó bắt đầu bay quanh sao Thổ từ năm 2004 để nghiên cứu các vành đai bụi khí và vệ tinh của hành tinh này. Sự có mặt đại dương trên đất này là một yếu tố quan trọng để hình thành sự sống. Bởi vì vậy mà tin này nó có ý nghĩa rất quan trọng, có khả năng là có sự sống trên cả hai vệ tinh nữa đó. Nhưng mà anh còn có một tin nhé, mà sau khi nghe xong thì chắc ai ra đường còn phải đội mũ bảo hiểm hết rồi. Tin gì mà ghê vậy anh? Đội mũ bảo hiểm hồi ngứa đầu khó chịu lắm anh ơi. À, tin này thì cũng không ghê lắm đâu. Cách đây không lâu thì các nhà khoa học đã phát hiện ra trên cực nam của trái đất là có lỗ thủng của tầng ozone. Mà bây giờ thì các nhà khoa học lại phát hiện ra nhiều lỗ thủng trên lá chắn của trái đất nữa. Vệ tinh Themis của cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA vừa phát hiện ra hai lỗ hổng lớn trong từ trường của trái đất, lớp vật chất có khả năng ngăn chặn sự xâm nhập của gió mặt trời. Trước kia các nhà khoa học tin rằng gió mặt trời chỉ dễ dàng xâm nhập vào bầu khí quyển của trái đất khi trục từ trường của địa cầu và mặt trời đối diện với nhau, nhưng hình ảnh từ vệ tinh Themis cho thấy điều ngược lại. Gió mặt trời xuyên qua bầu khí quyển của hành tinh xanh ít nhất là 20 lần khi hai trục từ trường nằm song song với nhau. Dữ liệu của vệ tinh Themis sẽ giúp cho các nhà khoa học dự đoán mức độ nghiêm trọng của bão từ và các tác động của chúng đối với mạng lưới điện, các hệ thống thông tin liên lạc và hệ thống tín hiệu vệ tinh. Vệ tinh Themis được phóng lên tàu vũ trụ để phát hiện nguồn gốc của những nhiễu loạn địa từ mạnh và ngắn trong một khí quyển của trái đất. Tóm lại thì ra đường các bạn nên nhớ để nhìn trời một xíu để coi chừng tai nạn đó nha. Thôi, để giảm áp lực về tinh thần thì phải nghe một bài hát. Một bạn có nick là BKDT có nhờ chương trình gửi cho bạn có nick là hiệp sĩ lạc đường bài hát tên là Tìm Em Đi Nhắn Tin cùng với lời nhắn I love you more than I can say.
sao mà người ta hạnh phúc quá anh gì nhỉ? Không ai thèm gửi cho anh em mình hết trơn nhờ. Thật ra thì có nhiều người gửi cho anh lắm đó em. Nhưng mà thôi, để em đỡ buồn á thì tí nữa anh em mình gửi cho nhau cũng được ha. Nhưng mà bây giờ thì mình phải chuyển qua phần thiên văn của cuộc sống rồi đã. Như đã giới thiệu khi nãy, chúng ta hãy đến với câu chuyện sự tích ngôi sao Giáng sinh.